Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Vào lúc ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã trao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha trừ người con, mà kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Một bức tranh đẹp, nổi tiếng, chắc chắn không phải vì cây cọ mà họa sĩ dùng để vẽ cái bức tranh đó, nhưng là do tài năng của họa sĩ đã làm cho bức tranh trở nên đẹp và nổi tiếng. Kính thưa cộng đoàn, trong 3 ngày tĩnh tâm vừa qua, để chuẩn bị mừng lễ Thánh Martino, cha giảng phòng đã triển khai đề tài Thánh Martino, cây cọ cùn trong bàn tay của Thiên Chúa. Quả thật, Thánh Martino xét ở phương diện con người là một người bất tài, một cây cọ cùn, thậm chí không biết có đáng gọi là cây cọ cùn hay không. Trước hết chúng ta biết Thánh Martino xuất thân từ một cái gia đình nào rồi. Một người da đen mà thời nào cũng hầu như thời nào cũng vậy, người da đen vẫn bị coi thường. Và nhất là vào thế kỷ thứ 15, thứ 16, người da đen coi như là bị coi như hạng nô lệ. Thậm chí nhiều khi người ta coi người da đen chỉ ngang hàng với những súc vật. Người ta tổ chức những phiên chợ, ở đó người ta bán người da đen giống như là bán con chó, con mèo, con gà vậy thôi. Ai có tiền mua về thì ông chủ đó có quyền hành hạ, có cho sống thì sống mà cho chết thì cũng phải chết. Có nghĩa là người da đen thời đó không hề có một thứ quyền lợi nào. Thế Martino là một người da đen như vậy mà sống trong một cái môi trường lịch sử mà người ta khinh miệt người da đen như vậy. Mà nếu như Martino chỉ là da đen không mà thôi thì tôi cũng còn đỡ khổ đi. Đằng này, ngài lại con của một người phụ nữ nô lệ mới được giải phóng. Và nếu như ngài là một người con của một cái hôn nhân hợp pháp thì cũng là điều an ủi cho ngài. Đằng này, ngài là đứa con ngoại hôn bất hợp pháp, lén lút giữa một người da trắng và người mẹ da đen nô lệ mới được giải phóng. Đấy, với một cái lý lịch như vậy, trong một xã hội như vậy, thì làm sao mà Martino có thể ngóc đầu lên được, chứ đừng nói làm nên cái công việc gì ở trần gian này. Mà với một cái nề nếp gia đình như vậy,
thì Đức Giêsu Martino làm sao có cơ hội đi học đến trường. Cho nên chúng ta hiểu Martino về phương diện con người hoàn toàn là một con người có thể nói gần như vô giá trị. Thế nhưng với một con người bất toàn như thế, với một con người có thể nói ở tận cùng nấc thang xã hội như vậy, Thiên Chúa đã dùng Ngài. Thiên Chúa đã dùng Martino để vẽ lên một bức tranh tuyệt vời, bức tranh nổi tiếng thế giới, để diễn tả lòng yêu thương bác ái của Thiên Chúa đối với những người, người đau khổ. Thiên Chúa đã dùng Martino để làm biết bao nhiêu điều kỳ diệu mà những người có tài khác, những bậc anh hùng, những vị vĩ nhân khác không làm được. Chúng ta biết ngày hôm nay thấy Martino đã trở thành con người lẫy lừng nổi tiếng như thế nào trên khắp thế giới. Hết mọi nơi người ta đều ca tụng thánh Martino, người ta đều tôn kính thánh Martino. Và không những chỉ có những người bình dân, những người ít học yêu mến hay là chạy đến với thánh Martino, mà có cả những bậc quý tộc, vua chúa, tổng thống, thủ tướng cũng đến để mà cầu nguyện trước ảnh tượng của thánh Martino. Và không những chỉ có người công giáo yêu mến thánh Martino, mà có cả rất nhiều người không có đạo, thậm chí có thể có nhiều người vô thần, họ cũng có lòng kính mến thánh Martino. Thậm chí người, nhiều người ngoại đạo không biết tên thánh Martino là cái gì. Họ cứ gọi ông là ông thánh da đen, thậm chí họ gọi ông thánh Mỹ đen, là bởi vì trước 75 thì có nhiều Mỹ đen ở đây, chứ họ cứ gọi là ông thánh Mỹ đen vậy thôi. Tôi nhớ ở trong cái nhà thờ cũ của chúng ta, nhà thờ Đăng Minh cũ của chúng ta, xung quanh tượng ảnh Martino đó, có hàng ngàn cái bảng tạ ơn. Nhiều cái nỗi mà chúng ta nhà thờ lúc đó không đủ chỗ để mà gắn những cái bảng đó, thì tôi phải lấy, tôi để trong một cái kho ở cái phòng phía kia kìa, một cái kho đầy như thế. Thì tôi nhớ có một cái bảng tạ ơn nó lớn bằng cỡ hai cái cuốn tập bằng đá, viết câu như thế này, viết một cái chữ như thế này: tạ ơn ông. Thế thôi, tạ ơn ông, chỉ biết ngài là một người đàn ông, thế thôi, không biết là ngài là cái gì, nhưng mà chắc chắn là người này đã nhận được sự giúp đỡ của thánh Martino. Và đồng ngày hôm nay chúng ta thấy gì? Biết bao nhiêu nhà thờ, biết bao nhiêu nhà nguyện đã nhận thánh Martino làm bổn mạng. Tôi thấy ngay ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh này, hầu như không có nhà thờ tôi đến mà không có tượng hoặc là ảnh thánh Martino, hoặc là ở trong nhà thờ, hoặc là ở ngoài sân nhà thờ để cho mọi người kính viếng. Thì chúng ta thấy đấy, thánh Martino nổi tiếng như vậy không phải vì do tài năng của ngài, nhưng mà Thiên Chúa đã dùng ngài để làm những điều kỳ diệu. Cho nên mọi người phải yêu mến và tôn kính thánh Martino như vậy. Đặc biệt ngày hôm nay mùng 3 tháng 11 tại giáo xứ Đăng Minh đây, bởi chúng ta vẫn gọi là đây là đền thánh Martino. Từ ngày thành lập cho tới bây giờ, nhà thờ thánh Đăng Minh ở đây vẫn được gọi là đền thánh Martino. Rồi từ cái đền mẹ này đã sinh ra nhiều cái đền con khác ở nhiều nơi, và nhất là ở đền thánh Martino dưới hồ này. Lúc nãy trước khi giờ lễ tôi thấy mưa lớn quá, tôi nghĩ mà tôi bi quan đây, mà chắc thế này thánh Martino hôm nay ế rồi, chắc là nhà thờ hôm nay không có mấy người đi lễ. Mà chúng ta thấy không,
số người đi lễ vẫn đông như thường, để chứng tỏ rằng mưa gió, thậm chí tôi nghĩ là bão táp cũng không thể ngăn cản giáo dân, những người mà yêu mến Thánh Martino đến với Thánh Martino, đặc biệt trong ngày hôm nay. Rồi dĩ nhiên ngày hôm nay ở đền Thánh Martino này, một cái trung tâm lớn, hàng chục ngàn người, phải nói là hàng trăm ngàn người từ khắp nơi, từ Đà Lạt, Bảo Lộc, Lâm Đồng cho đến Dốc Ngơ, Gia Kiệm, rồi từ Vũng Tàu, Bà Rịa, rồi có thể một số tỉnh ở miền Tây, họ cũng đổ xô về đền Thánh Martino hôm nay để cầu nguyện, để tạ ơn Thánh Martino. Hàng ngàn xe buýt, hàng ngàn xe lam chở giáo dân ở khắp mọi nơi đổ về đền Thánh Martino. Ngày hôm nay đền Thánh Martino có ý là 6-7 lễ gọi là lễ trọng thể, trong số đó có 2 lễ do 2 đức giám mục chủ lễ. Cho nên cái số người, chúng ta biết cái đền thờ Thánh Martino ở ngoài sân, đền Thánh Martino hôm nay chúng ta biết nó rộng như thế nào. Phải nói nó rộng cả hàng hecta đất thế này, mà có thể nói là đặt kín những con người đến để dự lễ, để cảm ơn Chúa, cảm ơn Thánh Martino. Năm 2002 tôi có được mời chủ tế và giảng trong thánh lễ chiều 4 giờ dành cho giới trẻ, cũng vào cái ngày mùng 3 tháng 11 này. Chúng ta biết lúc 4 giờ chiều thì chúng ta biết trời nó nắng, mà đứng ngoài sân mà giới trẻ, thanh niên chứ không phải người già bà lão, mà nó đông nghịt cái sân đó. Cụ thể tôi nhớ là hôm đó có tới 20 cái bình đựng bánh lễ đó, mà cái bình nó to gấp đôi cái bình của nhà thờ Ba Chuông này, mà 20 bình như vậy, mỗi một bình tôi ước lượng phải 1.000 bánh lễ, mà 20 bình thì đương nhiên phải là 20.000, mà vẫn còn thiếu, không đủ để cho giáo dân rước lễ. Rồi có hàng, phải nói là một binh đoàn những người ăn mày ăn xin từ khắp nơi đổ về đền Thánh Martino để họ hy vọng là cũng được ăn theo cái ngày lễ của Thánh Martino. Thì đấy, tất cả những cái đó nói lên cái gì? Nói đến cái quyền năng của Thiên Chúa đã dùng một con người bất tài, vô dụng, gần như vô dụng, để biến Ngài trở thành một cái dụng cụ để Thiên Chúa thi thố lòng bác ái yêu thương của Ngài. Dĩ nhiên ở trong giáo hội thì Thánh Martino không phải là người duy nhất đâu, không phải là một người duy nhất gọi là bất tài vô dụng mà Thiên Chúa dùng đâu, có nhiều vị thánh khác cũng giống như vậy. Nói thí dụ gần đây chúng ta thấy có mẹ Teresa Calcutta. Chúng ta đều biết mẹ Teresa Calcutta là ai, một người xuất xứ từ bên nước Albany ở Đông Âu, người phụ nữ Âu Châu mà xin lỗi cao có 1m4 mấy à, còn thấp hơn nhiều chị cô gái Việt Nam của chúng ta. Không những thế lại còn gù lưng nữa, một cô gái thấp lùn như thế lại gù lưng thì làm sao hy vọng làm đến cái trò trống gì bây giờ. Người ta chân dài, người ta đẹp, người ta làm những chuyện lớn là chuyện dễ hiểu. Ở đây một người phụ nữ như thế là hy vọng cái gì? Thế mà chúng ta thấy không? Mẹ Teresa đã làm cái điều kỳ diệu là đem đến sự an ủi, niềm vui và cứu giúp được không biết bao nhiêu triệu người nghèo khổ, gọi là không nhà không cửa, những người hấp hối ở đặc biệt ở thành phố Calcutta ở bên Ấn Độ. Ngày hôm nay dòng của mẹ có nhà hiện diện ở trên 120 quốc gia, kể cả Liên Xô và Việt Nam. Đến nỗi cái việc của mẹ Teresa đã làm đến nổi tiếng, đến công Liên Hiệp Quốc phải công nhận
và đã tặng cho mẹ gọi là cái huy chương gọi là giải Nobel hòa bình năm 1987. Rồi khi mẹ Teresa qua đời chúng ta còn nhớ đấy. Họ ước là có hơn 4 triệu người tụ tập về Calcutta để tham dự lễ an táng của mẹ. Trong số đó thì có nhiều, tới 5-6 vị tổng thống, cả hàng chục và ông vua, nữ hoàng, rồi thủ tướng các nơi đổ về để tham dự thánh lễ của một người phụ nữ gốc khác vốn nghèo khổ mà gần như vô dụng như thế, ngày hôm nay đã ở Thiên Chúa tôn vinh. Thì đấy, Thiên Chúa dùng quyền năng của mình để làm những điều kỳ diệu. Rồi xa hơn nữa, chúng ta thấy có ai trong vào thế kỷ thứ 19 có thánh Joan Maria Vianney, một cha sở rất nghèo nàn ở một cái xứ rất nghèo nhất nước Pháp hồi bấy giờ. Đặc biệt là Joan Vianney này là một con người, xin lỗi, có óc thông minh dưới trung bình. Đã bao nhiêu lần cha giám đốc chủng viện định đuổi ngài rồi, bởi vì học dốt quá, học quá dốt, không đủ tiêu chuẩn tối thiểu để làm linh mục. Đến nỗi có lần cha giám đốc bực quá phải nói rằng: cha không hiểu sao con học dốt như con lừa vậy. Thì đấy, Thiên Chúa đã dùng cái con lừa đó để làm điều kỳ diệu, đã biến cái xứ Ars ở miền nam nước Pháp trở thành một xứ đạo đức, một trung tâm hành hương cho tới ngày hôm nay. Cái điều mà trước đó Đức Giám mục Giáo Vận đã phải nhờ đến nhiều cha có tài, có khả năng về mà không làm được, thì cuối cùng Chúa đã dùng một cái ông cha mà dốt nhất Giáo Vận để làm được điều đó. Rồi còn ai nữa? Nếu kể hết thì không có giờ mà kể. Maria Magdalena là ai? Maria Magdalena là, xin lỗi, là cái thứ gọi là tên người đó là cặn bã của xã hội, thứ gái điếm như thế ở thành phố Jerusalem thời Chúa Giêsu, thì làm đấy cái trò trống gì? Nói những người Do Thái, những người biệt phái, họ khinh thị Maria Magdalena, họ không thèm nhìn, họ nhổ nước miếng. Vậy mà chúng ta thấy sao? Chúa Giêsu đã biến con người cặn bã của xã hội đó trở thành một vị thánh, vị tông đồ, đem tin mừng phục sinh đầu tiên cho các tông đồ khác. Và rồi tất cả các tông đồ, xin lỗi, cũng đều là những cái thứ gọi là vô dụng không à, bất toàn, toàn là cái dân đánh cá ở ngoài Phước Tỉnh thôi, là làm cái trò trống gì bây giờ? Mà Chúa biến họ trở thành những tông đồ, nhà truyền giáo và nền tảng của giáo hội cho tới ngày hôm nay. Và xét cho cùng thì chúng ta đây cũng vậy thôi. Xét với phương diện con người và trước mặt Chúa, chúng ta chẳng là cái gì. Chúng ta cũng là những cây cỏ cùn thôi. Nhưng mà Chúa có thể dùng chúng ta làm nhiều điều tốt đẹp cho chính bản thân mình cũng như cho những người khác. Tôi nhớ cách đây 2 năm, một cái người Úc mà gọi là không chân không tay ấy, tên là Nick Vujicic, không chân không tay, có một cái khúc à, giống như củ khoai, đến đâu phải có người bế đặt lên bàn. Một con người bị không chân không tay như vậy, khuyết tật như vậy, thì làm đến cái trò trống gì bây giờ cho xã hội? Bởi chính anh ta và gia đình cũng như các bác sĩ, khi thế nó sinh ra mà nó khuyết tật như vậy, họ đều thất vọng hết. Họ đều thất vọng, mà chính bản thân anh ta cũng thất vọng. Thế nhưng mà với sự khiêm tốn, với ý chí vươn lên, sự tin tưởng vào Chúa, cuối cùng anh ta đã trở thành người có thể nói là nổi tiếng thế giới bây giờ, đi diễn thuyết khắp nơi. Và anh ta đã từng nói thế này: cho tới bây giờ tôi mới nghiệm ra rằng Thiên Chúa đã dùng tôi, một con người không chân không tay, để làm rất nhiều những điều kỳ diệu mà Chúa không thể dùng những người có chân có tay đầy đủ mà làm được. Mà Thiên Chúa lại dùng tôi là con người không chân không tay để làm nên những điều đó. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, chúng ta không có lý do vì chúng ta mặc cảm về bản thân mình. Chúng ta không có lý do gì chúng ta
tuyệt vọng về cái khả năng giới hạn tầm thường của mình. Chỉ cần chúng ta có sự khiêm tốn và nhất là có sự tín thác vào Thiên Chúa, thì dù là chúng ta là những cái cọ cùn, dù là những con người bất tài, thì Thiên Chúa vẫn có thể dùng chúng ta để làm một cái điều gì tốt cho chính bản thân chúng ta và cho nhiều người khác. Vậy thì mừng lễ Thánh Martino hôm nay, chúng ta xin Thánh Martino cho chúng ta cũng có cái tinh thần đó, khiêm tốn trước mặt Chúa, hoàn toàn phó thác trong quyền năng của Thiên Chúa, và rồi để tùy Chúa sử dụng chúng ta vào bất cứ điều gì đó để đem lại ích lợi cho bản thân chúng ta cũng như đem lại ích lợi cho những con người khác. Bây giờ hôm nay chúng ta cùng đứng lên để dâng lời cầu xin.